Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hiện tượng Đức Mẹ chảy nước mắt tại Syracuse, Italia xảy ra vào năm 1953 là một trong số rất hiếm những sự lạ đã được giáo hội công nhận. Từ ngày 29 tháng 8 tới ngày 1 tháng 9 năm 1953, một bức tượng nhỏ Đức Trinh Nữ Maria đã chảy nước mắt tại một tỉnh nhỏ Syracuse, miền đông Nam đảo Sicilia của Ý đại lợi. Đây là bức tượng bán thân trái tim mẹ Maria đặt trên khung ảnh rộng chừng 29 x 22 cm do nhà điêu khắc Amicare Santini sản xuất hàng loạt tại xưởng làm ở Tuscany, Bắc Ý. Vào tháng 3 năm 1953, một bức tượng Đức Mẹ nói trên được mua làm quà tặng lễ cưới cho đôi vợ chồng trẻ Antonia và Angelo Lanusso. Angelo đưa vợ về sống tại nhà của người anh trai trên đường Via degli Oratori ở thành Syracuse. Tại đây, họ treo bức tượng đó trên bức tường đằng sau giường ngủ của họ. Vào buổi sáng ngày thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 1953, chị Antonia nhận thấy bức tượng có những giọt nước mắt chảy ra. Chị gọi chị dâu là Brazier và bà dì là Antonia Galata tới xem. Lúc đầu họ nghĩ rằng có lẽ Antonia mê sảng gì đó. Nhưng sau khi chứng kiến những giọt nước mắt chảy ra từ mắt của tượng Đức Mẹ, những giọt nước đó rơi xuống trên đầu giường và nhận ra đây là một sự kiện quá lạ lùng. Vào lúc 5 giờ chiều, anh Angelo Lanusso đi làm về và lần đầu tiên chứng kiến phép lạ này. Tin tức về Đức Mẹ khóc được loan ra. Chẳng mấy chốc mà khu phố tràn ngập đám đông bao quanh chung quanh nhà chị. Nhiều người cố gắng chen lấn để vào bên trong nhà ngắm nhìn bức ảnh lạ lùng này. Rồi với sự đồng ý của đôi vợ chồng, cảnh sát đã mang bức ảnh đó ra ngoài treo trước cửa cho dân chúng được chiêm ngắm. Điều này lại càng làm cho dân chúng xao động và rối loạn hơn, nên cuối cùng cảnh sát đã phải đưa bức ảnh về trụ sở quân cảnh. Khi đưa ảnh ra ngoài cho dân chúng coi thì ảnh vẫn tiếp tục chảy nước mắt, và ngay cả khi vận chuyển đến trụ sở quân cảnh vẫn có nước mắt chảy. Nhưng rồi sau 40 phút để ở lại, bố cảnh sát không thấy chảy nước mắt nữa nên đã lại được trao về cho nhà của vợ chồng anh Lanusso, và họ đặt ảnh đó trên chiếc gối trưng bày cho những người hiếu kỳ tới chiêm ngắm suốt cả đêm hôm đó. Vào ngày thứ Hai, tức là 2 ngày sau khi tượng khóc, bức ảnh được treo trên cửa chính của gian nhà và những người đến xem thu góp đựng những giọt nước mắt chảy ra từ mắt Đức Mẹ cho vào ống chai hay lấy bông thắm và giữ lại. Trong ngày hôm đó, những người đau ốm tới đây cầu nguyện và cho biết những giọt nước mắt của Đức Mẹ đã chữa lành bệnh tật của họ. Cùng ngày hôm đó, để bảo vệ bức ảnh tượng này, một bàn thờ đã được dựng lên trước nhà gia đình ông Luca sống đối diện với gia đình Lanusso để cho dân chúng kính viếng. Vào ngày 30 tháng 8 năm 1953, những giọt nước mắt Đức Mẹ chảy ra đã được ghi lại trong phim ảnh do một người có tên là Nicola Gurino. Kính thưa quý vị và anh chị em, tòa giám mục lập tức thành lập ủy ban điều tra và cứu xét vấn đề. Ủy ban này gồm có 4 khoa học gia và 3 người chứng có danh vọng. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1953, ủy ban tụ họp tại nhà anh Lanusso để quan sát điều tra. Thu nhập dữ kiện nhất là những giọt nước mắt đem về phòng thí nghiệm hóa chất để điều tra. Ủy ban cũng cẩn thận khám xét khung ảnh có lỗ hổng hay chỗ nào bất thường để chứa nước hay không. Khám nghiệm xong và kết quả cho thấy tất cả đều khô ráo. Khi ủy ban tới khám ảnh tượng trong lúc nước mắt vẫn chảy trong vòng 51 phút đồng hồ, tới lúc 11 giờ 40 phút sáng, sau đó thì không thấy chảy nước mắt bao giờ nữa. Ủy ban cũng thu góp được 20 giọt nước mắt chảy ra từ mắt tượng Đức Mẹ và được giữ vào ống thủy tinh, sau đó được đem đến phòng thí nghiệm của tỉnh để khám nghiệm. Phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy là chất lỏng được tạo thành bằng nước. Những yếu tố này so sánh với nước mắt của con người cũng cùng yếu tố. Đức Tổng Giám mục của thành Syracuse và một số vị hồng y cũng đã tới viếng nhà của anh chị Lanusso và khám nghiệm quan sát ảnh tượng này.
Thế rồi Đức Tổng Giám mục của giáo phận Palermo là Tổng Giám mục Ernesto Cardina Ruffini, trong một bài truyền thanh vào tháng 12 năm 1953, đã phát biểu như sau. Sau khi xem xét kỹ lưỡng và đọc những báo cáo đã tường trình, và sau khi thấy kết quả khám nghiệm hóa chất được các nhà khoa học phân tích kỹ lưỡng và tận tâm, và những giọt nước mắt đã thu thập được, chúng tôi đồng thanh tuyên bố rằng thực tế của sự kiện này không thể nào còn có gì hồ nghi được. Vào tháng 10 năm 1953, một ủy ban y khoa được thành lập để khám nghiệm những trường hợp được chữa lành một cách kỳ lạ qua việc cầu xin trước tượng Đức Mẹ chảy nước mắt ở Syracuse. Ủy ban này đã điều tra tất cả 209 nố, và trong số này có 105 trường hợp được coi là đặc biệt lưu ý. Người được ơn lạ đầu tiên chính là chị Antonia Lanusso, người đã thấy tượng Đức Mẹ chảy nước mắt trước hết. Chị đã được chữa lành vì có chất độc trong máu và đã sinh con trai vào ngày 25 tháng 12 năm 1953 khỏe mạnh và bằng an. Ngày nay dân chúng thập phương vẫn còn tuôn đến kính viếng Đức Mẹ chảy nước mắt tại đền thánh Syracuse. Cho tới nay, có đến trên 1.000 người đã được chữa lành cách lạ thường sau khi cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ đây. Sau đây là một vài trường hợp tiêu biểu. Em Enza Moncaya, 3 tuổi, bị liệt từ nhỏ. Em được các bác sĩ chữa trị nhưng không có kết quả. Ngày kia, em được đưa đến trước tượng Đức Mẹ ở đây. Sau vài phút, dân chúng chung quanh em kêu la: "Mau lên, Maria, phép lạ." Thế rồi em bé Enza vẫy tay với đám đông, và sau đó em hoàn toàn khỏi bệnh liệt. Phép lạ xảy ra trước mắt mọi người. Đây là chứng tích của một bác sĩ tên Salvatore Vazzalo. Ông viết như sau: "Vợ tôi tên là Maria Gaudisso, 43 tuổi, đã nhận được phép lạ từ Đức Mẹ chảy nước mắt mà các nhà thương tài giỏi ở Ý không chữa lành được. Vợ tôi bị chứng có bướu nơi ruột già cách trầm trọng. Sau 5 lần kính viếng Đức Mẹ ở Syracuse và dùng bông chạm vào tượng thoa trên người, vợ tôi thấy tình trạng tiến triển và cho đến nay không còn đau đớn gì nữa. Thế rồi bác sĩ Sevagi khám nghiệm lại cho vợ tôi và thấy không còn bướu nào cả. Bác sĩ cũng như vợ tôi đều sửng sốt và không thể nào giải thích được bằng khoa học tại sao cục bướu lại biến đi được." Kính thưa quý vị và anh chị em, chỉ một năm sau khi phép lạ xảy ra, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 vào tháng 10 năm 1954 đã nói trong một buổi phát thanh về hiện tượng này như sau: "Nhân loại có lẽ hiểu được ngôn từ nhiễm màu của những giọt nước mắt này hay không? Ôi, những giọt nước mắt của Đức Maria trên đồi Golgotha thì đó là những giọt nước mắt thương cảm cho Chúa Giêsu và buồn sầu cho tội lỗi của thế giới. Có phải mẹ lại khóc nữa vì những vết thương lại tái xuất hiện trên thân thể màu nhiệm của Chúa Giêsu, hay là mẹ khóc cho biết bao con cái của mẹ vì những lầm lẫn và tội lỗi đã dập tắt đi đời sống ân phúc và đã xúc phạm nặng nề tới đấng toàn năng thánh thiện?" Kính thưa quý vị và anh chị em, vào tháng 9 năm 1953, tượng ảnh này được di chuyển tới đường Via degli Orti gần công trường Euripide. Tượng ảnh được đặt trong một cột đá trắng cho tới ngày 29 tháng 8 năm 1968. Khi đó, lại được chuyển tới một nhà nguyện hầm hoàn toàn được thánh hiến cho sự tôn kính này. Sau đó ít lâu, một dự án sẽ xây một đền thánh lớn được hình thành và kêu gọi họ đồ để vẽ mẫu. Có họ đồ của hơn 100 kiến trúc sư thuộc 17 quốc gia tham dự. Mẫu được chọn là do hai kiến trúc sư người Pháp tên là Michel Andreau và Pierre Barat. Vào ngày 6 tháng 11 năm 1994, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tới đây khai mạc đền thánh mới. Đền thánh cao 103m và có chu vi là 72m, với sức chứa là 11.000 người nếu đứng, còn nếu ngồi thì chứa được chừng 6.000 người. Nhân dịp này, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng đền thánh Đức Mẹ nước mắt được dựng lên nhắc nhớ giáo hội về nước mắt của mẹ. Nước mắt của mẹ Maria có những dấu chỉ. Nước mắt chứng thực sự hiện diện của mẹ trong giáo hội và trong thế giới. Mẹ khóc khi nhìn thấy con cái mẹ bị sự dữ đe dọa về tinh thần cũng như vật chất.